kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 14, luyện tập, tiết 1, mở rộng 4 từ, chỉ đồ dùng học tập, dấu chấm hỏi. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài nhé. Yêu cầu số 1 như sau: nói tên các đồ dùng ở góc học tập. Các em quan sát thấy trong bức tranh, đó là hình ảnh góc học tập của một bạn học sinh được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Và trong bức tranh có rất nhiều các đồ dùng học tập. Nhiệm vụ của các em là phải nói tên các đồ dùng đó đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát và nói tên các đồ dùng có trong bức tranh này nhé. Các em quan sát thấy đây là hình ảnh cái bàn. Cái bàn dùng chúng mình để viết bài đấy. Còn đây là hình ảnh cái ghế. Cái ghế chúng mình dùng để ngồi học bài. Còn đây là cái đèn bàn. Cái đèn bàn khi học chúng mình bật đèn lên cho sáng để chúng mình có đủ ánh sáng để học bài đấy. Tiếp theo, đó là chiếc cặp sách. Chiếc cặp sách dùng để đựng sách vở khi đi học. Tiếp theo là cái giá đựng sách. Khi học xong, chúng mình có thể để giá lên sách gọn gàng, ngăn nắp. Còn đây là những quyển sách. Đây là cái hộp bút. Khi bút chúng ta viết xong, chúng ta để vào hộp, vào cốc hoặc là lọ để cho chúng ta gọn gàng hơn. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau nói tên được các đồ dùng có ở trong góc học tập rồi đấy. Chúng mình cùng nhau đọc lại những từ chỉ đồ dùng học tập này nhé. Cái đèn bàn, cái bàn, cái ghế, chiếc cặp sách, sách, cái giá sách, bút. Đây là những từ ngữ chỉ đồ dùng học tập. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau: đặt một câu nêu công dụng của một số đồ dùng học tập. Chúng mình quan sát. Đây chính là cột số thứ tự. Đây là từ, còn đây là câu. Vậy ở đây số thứ tự chúng mình sẽ đánh theo thứ tự là 1, 2, 3, 4. Và từ ở đây là những từ ngữ chỉ đồ dùng. Còn câu là chúng mình sẽ đặt câu nêu công dụng của đồ dùng học tập đó. Ví dụ 1, từ ở đây là bút màu. Thì câu chúng mình sẽ đặt là bút màu dùng để vẽ tranh. Khi viết câu thì chúng ta lưu ý đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Đó là câu đã thể hiện được công dụng của chiếc bút màu là dùng để vẽ tranh đấy các em. Vậy các em hãy bấm dừng hình để chúng ta viết một câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập mà em biết nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Cô giáo có từ đèn học. Và cô giáo đặt câu đó là đèn học dùng để chiếu sáng. Ngoài ra các bạn có thể đặt câu với từ khác, ví dụ như cặp sách. Thì cặp sách dùng để đựng sách vở. Hoặc là cái bàn dùng để chúng ta viết bài. Hoặc là giá sách chúng ta dùng để đựng sách vở. Hộp bút thì chúng ta có thể ghi là dùng để đựng bút. Hoặc là vở thì chúng ta ghi là vở dùng để viết bài. Hoặc là sách thì chúng ta ghi là sách dùng để đọc. Đó. Như vậy là chúng mình có thể đặt được câu nêu công dụng của một đồ dùng học tập mà em biết nhé. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2 rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau: chọn dấu chấm hoặc dấu hỏi thay cho ô vuông. Các em hãy quan sát, đây là những ô vuông mà ở đây chúng mình phải thay dấu chấm hoặc dấu hỏi thay cho các ô vuông này đấy. Đây là một đoạn hội thoại về các cái đồ dùng học tập, đó là bút chì và tẩy. Hai bạn đang nói chuyện với nhau đấy.
Đây là hình ảnh bức tranh tương ứng thể hiện cho nội dung đoạn hội thoại, đó là Bút Chì và Tẩy đang nói chuyện với nhau. Vậy chúng mình xem bạn Bút Chì nói gì nhé. Bút Chì nói: Tẩy ơi, cậu giúp tớ một chút được không? Vậy các em thấy câu này chúng mình nên dùng dấu chấm hay dấu hỏi? À các em ạ, câu này là câu hỏi cho nên chúng mình phải dùng dấu chấm hỏi để thay cho ô vuông đấy. Sau khi điền xong, chúng mình đọc lại là câu hỏi như sau: Tẩy ơi, cậu giúp tớ một chút được không? Tiếp tục dòng thứ hai, đó là lời của Tẩy: Cậu muốn tớ giúp gì nào? Như vậy ở đây cũng là một câu hỏi đấy, vì Tẩy đã hỏi lại Bút Chì là cậu muốn giúp tớ, cậu muốn tớ giúp gì nào? Như vậy đây cũng là một câu hỏi, thì chúng mình cũng dùng dấu hỏi chấm thay cho ô vuông nhé. Tiếp theo là lời hội thoại của Bút Chì: Tớ muốn xóa hình vẽ này. Đây là một câu trả lời, thì chúng mình dùng dấu chấm ở cuối câu và thay cho ô vuông chúng mình sẽ thay là dấu chấm nhé. Tiếp theo là lời của Tẩy: Tớ sẽ giúp cậu. Đây cũng là một câu trả lời, chúng mình đánh dấu chấm ở cuối câu thay cho ô vuông. Và lời cuối cùng là lời hội thoại của Bút Chì, đó là cảm ơn cậu. Ở đây là một lời cảm ơn, chúng mình dùng dấu chấm hết câu. Như vậy vừa rồi chúng mình đã điền được dấu chấm và dấu hỏi vào ô vuông thay cho các cái dấu chấm hoặc dấu hỏi thay cho ô vuông để tạo thành một đoạn hội thoại rất là hay giữa Bút Chì và Tẩy đấy. Các em nghe cô đọc lại đoạn hội thoại này nhé. Bút Chì: Tẩy ơi, cậu giúp tớ một chút được không? Tẩy: Cậu muốn tớ giúp gì nào? Bút Chì: Tớ muốn xóa hình vẽ này. Tẩy: Tớ sẽ giúp cậu. Bút Chì: Cảm ơn cậu. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.